Hoa Kỳ theo dõi hành khách tại ba phi trường lớn để đề phòng virus gây bệnh viêm phổi xuất phát từ Trung Quốc lan rộng. Trung Cộng đã loan báo 139 vụ nhiễm virus bí ẩn trong 2 ngày qua, trong khi dịch bệnh đã lan ra từ Vũ Hán sang các thành phố khác của Trung Cộng. 3 người đã bị chết vì căn bệnh này, trong khi đó thì Thái Lan, Nhật Bản và Nam Hàn đều có người bị nhiễm bệnh. Ở Hoa Kỳ, những công việc theo dõi ở ba phi trường bận rộn của Hoa Kỳ đã bắt đầu từ thứ Sáu tuần vừa qua để tìm những du khách đến từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Phi trường quốc tế San Francisco đã tổ chức chương trình kiểm tra tập trung vào những người vào Hoa Kỳ qua các chuyến bay trực tiếp đến từ thành phố Vũ Hán. Cơ quan phòng chống dịch bệnh CDC nói là họ sẽ gửi thêm 100 nhân viên nữa đến ba phi trường Los Angeles, San Francisco và John F. Kennedy của thành phố New York để bổ sung cho những nhân viên hiện có mặt ở những trạm cách ly bên trong những phi trường này. Hôm thứ Hai, Cơ quan Y tế Quốc gia Trung Quốc đã xác nhận dòng virus lạ gây bệnh hô hấp ở nước này đã có thể lây từ người sang người, khiến một số nhân viên y tế cũng đã mắc bệnh.